Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với Đặng Thái Quyên, sinh năm 1977, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm, Lương Thị Hồng, sinh năm 1974, Phó trưởng phòng tư vấn giới thiệu việc làm thuộc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Sở Lao động Thương binh và Xã hội, cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 2 điều 356 Bộ luật hình sự và mua bán trái phép hóa đơn quy định tại khoản 2 điều 203 Bộ luật hình sự. Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 1985, nơi thường trú, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, và Lương Thị Hồng Loan, sinh năm 1971, nơi thường trú, xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ, cùng về tội mua bán trái phép hóa đơn, quy định tại khoản 1 điều 203 Bộ luật hình sự, đồng thời ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Thái Quyên, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lương Thị Hồng, Nguyễn Thị Hoa, Lương Thị Hồng Loan. Trước đó, quá trình điều tra xác minh giải quyết nguồn tin về tội phạm có dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh xác định từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 3 năm 2024, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ Việc làm cùng cấp dưới đã lợi dụng chức vụ quyền hạn làm trái công vụ, mua bán trái phép hóa đơn, lập khống chứng từ liên quan đến hoạt động của Trung tâm Dịch vụ Việc làm để rút tiền ngân sách, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước. Ngày 29 tháng 7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường quyết định khởi tố vụ án hình sự lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và mua bán trái phép hóa đơn. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và những người có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.